Cho người dân, cho hành khách của mình đến để tham quan á, nên mình sẽ được cái chợ ở trên thành phố.
chức là một bạn nhất lần, dù trở sẽ linh hoạt trong cả ngày, nhưng mà cái giờ đồng nhất là cần khoảng 5 lần tới 9 lần là đồng nhất. Dạ, rồi bây giờ bắt đầu mà đó, nha chị Lê cũng còn đồng vô còn nói gì nên đủ sẽ giải trợ giùm em nha. Dạ rồi, cho cha nói á, xin chào trung bên phía tay cháu của mình. Dạ, sử những chiếc kia á, người ta từ nhiều cái hành khác tập trung vào đây, đeo đậu vào gương bán. Thì mấy chiếc kia cho bác sĩ thôi. Dạ, bác sĩ cho gương nhỏ, rồi gương nhỏ treo kênh lên gặp tối lỗi của người dân của mình. Dạ, bệnh hưởng tối lỗi đây. Mà từ vô lỗi nhất đó là 10 ký 2, 1 ký lỗi nhất. Còn vô sử thì là nguyên nửa ghe hoặc là nguyên ghe luôn. Chợ đây xưa bán cho sĩ trong món của mình, đa số sẽ là bán nông sản nha. Đừng có đồng với mình những chiếc ghe này. Thế đây á, xin được gọi là ghe màu. Nó sẽ được chia ra 3 phần. Vợ phần thứ nhất là vùng để hàng cung, ở giữa được hàng cung bán, còn phía sau là vợ chồng mà sinh sống trên mình phía sau luôn. Rồi đây nè, cuối đồng với mình cần nhận cái tiền. Ở sau, cung bán trước. Nhận trên cái đầu ghe nè, sẽ có chiều cao cao. Trước mặt mình có ghe này nha. Còn cái ghe của chị là cây cửa hàng. Ở đây người ta dùng đất ghe bán á, là ghe mà nữa cho học sinh tham gia. Bây giờ đây là chợ đó, tụi mình ra mạnh nén ra, đâu có biết ai bán cái gì đó ha. Nên á, người ta sẽ dùng rất là nhiều đồ này. Thì ở đây sẽ có 4 loại đồ. Và lớn nhất là treo nhiều đáy đó. Đây, cuối đầu của mình nhìn cái tre này. Mình thấy người ta treo tí thì đáng tí. Dạ, treo khoai đáng khoai, treo sáng thì đáng sáng. Thì người dân bán gì á, thì sẽ treo nó lên. Còn lại thứ hai, dạ bán mà không treo. Dạ, bán mà không treo là cái gì? Là đồ nước uống của mình. Họ không phải nào mà treo một tô bún, một tô tướng cho xào đó chơi ha. Dạ, vậy thấy người ta không có treo. Dạ, còn lại thứ ba, treo mà không bán. À, chưa mình không lấy là cái gì suy nghĩ hả? Giờ đây là mình bỏ suy nghĩ, nhìn phía xa ghe người ta nè. Mình thấy người ta kêu quần áo. Dạ đúng rồi, quần áo luôn, dạ mình sống trong ghe nha. Đừng thấy người ta kêu, nghĩ vô mua không phải bán đúng không? Còn ở thứ tư, treo này nhưng bán kia. Dạ, cũng cần nghĩ cho đồ ghe của hình chó không? Nhưng mà ở đây không có. Dạ, treo này bán kia là điệu lá bán ghe. Tại vì người miền Nam của mình ngày xưa hay lấy lá dừa lập nhà. Họ tự trưng tấm lá dừa đến vô nhà của mình luôn. Tên có những chiếc ghe, mình kêu tấm lá dừa là người ta bán những chiếc ghe của mình ha. Mua ở đâu về nó mà quá. Đó, mua đâu về. Nhiều cái thành khác tập trung ở đây. Có mấy cái ghe nhỏ đưa đi bao tới bọc hàng. À, biết đâu mà ở đâu mà gặp mà mấy chiếc lớn đâu mà có cái đồ trắng đó này. Bỏ. Lấy về. Lấy về bỏ lại kìa. Đây là đứa mò đi góc. Đây này, à, rồi bây giờ là nhà mình không có ăn sáng trên chợ đúng không ạ? Dạ, nếu mà không có sáng thì mình sẽ ghé điểm cà sẻ miền Tây và là hủ tiếu. Thì hai cái điểm đó sẽ chung một bàn với nhau luôn. Phía trước sẽ là cái lò hủ tiếu, phía sau sẽ là cái lò dừa. Dạ, để khi mình lên đây á, là quý đồng của mình sẽ được ghép cái mã số. Dạ, quý đồng mình giữ cái mã số đó giùm em. Các mã số để mình đi chung tàu với nhau á, cho đừng lỡ xíu cái lần với nhau. Dạ, đọc cái mã số đó lên. Dạ, dạ, chị mình lên tàu lại nha. Hồi nãy mới đi ai cũng đòi về nữa, xử lý đâu về. Chỗ cô đúng không? Trời thật ơi, trời cắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giữa đó.